1, 2, 3. Xin chào tất cả mọi người đến với Big Ben Solar. Thì vừa rồi em có đăng một cái video là đèn 400W lên cho mọi người xem, thì cũng được rất nhiều anh em đặt hàng, thì cũng rất là cảm ơn anh em tin tưởng ủng hộ. Hôm nay thì mình cũng có xuất hàng đi cho anh khách, thì mình sẽ quay lại cái quy trình mình đóng cái đèn và trước khi xuất hàng thì mình có những cái thủ tục gì nhá. Thì combo năng lượng mặt trời 400W công suất thực của bên em bán ấy, thì nó sẽ bao gồm những cái phụ kiện đi kèm như sau. Thứ nhất là tấm đèn, chắc chắn rồi, đây là thứ quan trọng nhất, linh hồn của bộ đèn năng lượng mặt trời. Mình sẽ mở ra cho mọi người xem nhá. Đây, rất là nặng nha mọi người, combo đèn này khoảng 14 cân nhá. Đó. Cái này thì em có review chi tiết qua ở cái video ở trên đây, thì em sẽ để cái đường link ở dưới, mọi người có thể bấm mua để xem nhá. Trước tiên là đèn. Thứ hai là gì? Thứ hai là đã đỡ, thanh sắt đã đỡ đi kèm cho chúng ta. Đó, cái này thì mình sẽ không đi kèm với combo nha. Cái này mình sẽ phải mua riêng là 180.000 một bộ nữa. Thực ra là tấm pin năng lượng, tấm pin này rất là to nha. Nhiều người cứ tưởng đây là tấm pin dành cho gia đình, nhưng mà không phải, đây là tấm pin dành cho một bộ đèn thôi. Thì mọi người hiểu được cái công suất của nó lớn như thế nào rồi. Đó, cái đèn này có công suất là 80W nha mọi người. Rất là nặng luôn. Cái gì cũng to hết. Phía trong đây thì nó sẽ có những cái con ốc đi kèm như thế này. Đó, để cho chúng ta lắp đặt nha. Trước khi đóng hàng thì em sẽ test từng bộ đèn một để xem có hoạt động ổn định không thì em về đóng nha. Đó. Rồi bây giờ em sẽ test cho mọi người xem này. Tấm pin năng lượng mặt trời mình sẽ để ra đây. Ở cái đèn này nó sẽ không có remote nha mọi người. Nó có một cái đặc biệt là không có remote. Đây là công suất lớn, chúng ta đang ở trên cao nên là không có cần remote. Và chỉ cần có bật cái nút công tắc ở đây là đèn sẽ tự sáng nha mọi người. Bật lên này để chờ khoảng 5-6 giờ gì đó nó sẽ sáng nha. Thế mọi người chờ rất là sáng đúng không? Mặc dù đây là 12 giờ trưa nhưng mà rất là sáng. Rồi. Chúng ta bật như thế này thì đèn vẫn sáng đúng không? Ở những video trước em nói là ban ngày nó tự nó tắt, nhưng mà sao mà nhiều người về bật lên ấy để ra ban ngày nó vẫn, để ra ngoài trời nó vẫn sáng. Thì cái này nó sử dụng công nghệ khác, không sử dụng cảm biến nha mọi người. Và nó sử dụng cảm biến hiệu điện thế, nó sử dụng cảm biến điện. Thì khi mà chúng ta cắm tấm pin, kết nối tấm pin với đèn, thì khi điện áp, nó có điện áp vô trong thì nó sẽ tự nhận biết và nó sẽ tự động tắt trong vài giây nha. Mọi người chờ một chút này. Đó, nó tự động tắt nha mọi người. Đó. Bây giờ em sẽ rút điện ra này. Rút điện ra có nghĩa là trời tối không có điện vô thì nó sẽ tự động tắt. Nó sẽ rút điện ra, chờ một chút nó sẽ tự động sáng lại. Đó, mọi người thấy không? Chỉ cần mình về mình bật công tắc lên và mình sử dụng thôi nha. Rất là đơn giản. Bây giờ nó sẽ tắt đi này. Đó, có nghĩa là đèn này rất là ok. Em đã test qua đầy đủ thì khá là ok rồi. Bây giờ em sẽ tiến hành đóng gói và gửi cho mọi người. Các bác mới vô xem video này chưa biết được cái hiệu suất của nó thì em sẽ chèn ở đầu video. Và em sẽ có một cái đường link ở phía bên dưới, có nguyên một cái video dành riêng cho test bộ đèn này nha mọi người. Thì mọi người có thể bấm một cái link phía bên dưới để xem video test thực tế vào ban đêm của bộ đèn này. Rồi, thì cũng gần Tết rồi. Các bác mà có nhu cầu mua đèn thì có thể liên hệ với cái số điện thoại em hiển thị trên màn hình nhé. Số điện thoại và Zalo luôn, các bác liên hệ với em. Thì gần Tết rồi, chúng ta hoặc có thể mua cái này về tặng cho bố mẹ hoặc là ông bà, người thân của mình thì rất là ý nghĩa luôn. Ở quê thì nó rất là tối rồi, chúng ta có một bộ đèn này thì sáng nhất xóm luôn nha. Đó, rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của Big Ben Solar. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video lần sau.